Xin kính chào toàn thể anh em quay trở lại clip của mình. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở bản võ lâm vô song.com và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip đó là cập nhật cho anh em những cái trang bị hay là những cái update mới sau Tết Nguyên Đán vừa rồi. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật cho anh em bằng cái thẻ GMI Tem. Thì cái bản test này thì anh em biết rồi, bản test này thì nó là trang bị vô song chiến thần và huy hiệu tướng, huy hiệu soái kẹp với những cái mà đồ búp, rồi nói chung là đầy đủ cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ review qua lại một cái lần nữa về cái phiên bản update này, và thứ hai đó là test cái tính năng đồ sát ở trong thành sau khi đã fix rồi thì không biết là đã ổn chưa. Bản này thì nó khác biệt ở những cái bản khác ở chỗ đó. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật cho anh em và mình sẽ thanh lý túi nhá. Thanh lý túi thì ở đây được hỗ trợ rất là nhiều, anh em có thể nhận GMI Tem. Đây có hồi phục thể lực ở dòng đầu tiên. Nhận trang bị thì anh em có nhận sát tinh này, uy hiệu tướng, uy hiệu soái và vô song thiên thần, vô cực minh tinh. Tiếp tục là mình về cái nhận vũ khí nguyên tử thì anh em nhận được cái vũ khí đó là những vũ khí nguyên tử, đó là op cố định nhá, bỏ qua phòng ngự 35%, phòng thủ nội trừ 15% và sát xuất xuất chiêu 11%. Tiếp tục là về một cái nữa đó là hiệu đồng kiều này, uẩn linh, anh em nhận được uẩn linh 7 nhá. Đạo cụ hỗ trợ thì đây, đặc biệt là cái phần đạo cụ hỗ trợ mới update ngày hôm nay, đó là anh em sẽ nhận được một cái bao linh thạch cấp 7 và cái đồ này là đồ búp 35% mắc luôn anh em. Anh em có hai dòng để có thể nhận, một là nhận linh thạch cấp 7, cái này là nhận ngẫu nhiên này, cái này là ngẫu nhiên này anh em này. Thì còn cái thứ hai nó là nhận đạo cụ hỗ trợ và nhận bao linh thạch cấp 7, thì anh em mở ra thì nó sẽ được cái những cái dương linh thạch với âm linh thạch off cố định anh em nhé. Đây, thời gian hỗ trợ phòng thủ vào, thời gian hỗ trợ tấn công, anh em có thể click chuột phải vào sau khi chế được đồ rồi, anh em nhét đồ đây và để tạo thành đồ búp rất là ok luôn. Đấy, hiện tại thì gọi là mua xong rất là đông anh em. Thì đưa mình sẽ test thử cái tính năng đồ sát trong thành xem đã fix được chưa, bởi vì rất nhiều anh em kêu ca cái vấn đề đó thì bọn mình cũng đang rất là cố gắng để khắc phục anh em nhé. Thì bây giờ hiện tại đang là sau tổng lưu chính rồi. Đấy, thì rất đông anh em quay trở lại tương dương BK. Nhiều anh em hỏi nó hơi lắc lắc một tí là do cái máy của mình nó cấu hình nó hơi yếu cho nên nó hơi lag, anh em thông cảm nhá, chứ không phải là do bản lag gì đâu. Ok, đây có nhận ấn và chuyển sinh, có danh hiệu phá quân các thứ anh em nhá. Đặc biệt một cái phần nữa đó là cái phần nhận kim xà 6 tùy chọn, anh em nhìn thấy nhá, kim xà 6 tùy chọn đã update kim xà hoan lăng rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cho anh em này. Đây mình sẽ chọn theo đúng kiểu của Nga Mi Đàn này. Ok đây, sau đó mình chọn đó là khá tất cả 46 này. Tiếp tục chọn sinh lực này, chọn thân pháp này và chọn tránh trạng thái phụ này để dành cho Nga Mi Đàn. Đó anh em nhìn thấy chưa? Vâng, rất là ok và rất là ngon. Và anh em sử dụng được kim xà 6 tự chọn là phê rồi. Và tiếp tục là mình tiến hành xem có những cái update gì mới ở đây. Thú cưỡi thì anh em nhận được thú cưỡi nhá, thú cưỡi 60 tốc độ di chuyển 140% này. Rất nhiều thú cưỡi. Tiếp tục là anh em nhận được 100.000 kim phiếu, nói chung là free su kim phiếu đầy đủ công trạng này, nguyên liệu cường hóa này, nhận lắc thì anh em nhận lắc được 9 nick tại 3 loại này, sức mạnh gần cốt và nội công này. Tiếp tục là anh em sẽ nhận được đá quý thì full từ đá 1 đến đá 7 anh em nhé, hỗ trợ anh em phẩm đá luôn, đây đá 1 đến đá 7 luôn anh em, đầy đủ cho anh em luôn. Và đây là bản lâu dài. Nhận chân quyền thì anh em sẽ được hỗ trợ, đó là nhận X28 anh em nhé. Cho nên anh em có cơ hội có thể tiến cấp, nâng cấp lên tầm khoảng 7 ô là bình thường. Đấy. Nhận kim phiếu không giới hạn này, nhận công trạng không giới hạn này, nhận xoái tống hoặc xoái liêu này anh em, phục sinh thú cưng này, nhận các loại đánh bài thì hỗ trợ anh em nhận thiên kiêu lệnh, thiên cang lệnh và thiên môn kim lệnh nhé. Rất là nhiều này. Rồi. Trang bị VIP thì anh em nhận thẻ sắc tinh thì anh em có thể tự chọn op nhé. Ví dụ mình chọn đây, mình chọn ví dụ cho hệ phái Thiên Long Quyền, công kích nội công và tốc độ di chuyển, tỷ lệ phòng ngự nội, thì đây sẽ được nhận được mặt nạ sắc tinh này. Đấy, anh em thấy chưa? Vâng, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại cho anh em cái tính năng, đó là tính năng đấu sát này. Tính năng đấu sát trong thành thì như thế nào? Thì đầu tiên muốn đấu sát được trong thành thì anh em vui lòng phải mở khóa trước nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó là mở khóa dương này, thì phải mở khóa trước thì mình có thể tiến hành đồ sát ở trong thành. Và cái tính năng đồ sát này thì nó có ở trước đây là có ở Vinagame rồi, và sau đó là hiện tại các phiên bản test thì cũng chưa fix được, cho mình sẽ test thử cái tính năng đồ sát ở trong thành. Ok, thì bây giờ mình đang có mặt ở tương dương anh em nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành đó là mình ra ngoài thành, mình ra Vũ Đăng Sơn ở khu vực Nam Tương Dương anh em nhé. Và cái máy của mình nó thực sự là nó rất là lâu đời rồi, không biết là hiểu sao lại chạy ra tận đây. Ok,
Rồi mình mở dương rồi anh nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó là đi tỉ võ anh em nhé. Mình sẽ tiến hành tỉ võ với một áp khác này. Ví dụ mình tỉ võ với cô trục này. Và sau đó sẽ lấy một áp thiếu lâm quyền và đem đổ sát anh em nhé. Thì sau khi mà đổ sát về thành thì mình sẽ tiến hành bật chế độ đổ sát lên. Thì nó sẽ ấy được anh em ạ. Thì nó sẽ đổ sát được trong thành. Ok, bây giờ mình tỉ võ là ok này. Rồi, để cho ác cộng chủ giết anh em nhé. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ phục sinh nào. Cái máy của mình hơi cùi anh em thông cảm. Là bây giờ thì mình sẽ ấn mình sẽ thực hiện chức năng đồ sát xem đã ok chưa nhá. Rồi, anh em thể thấy là hiện tại thì đã ok rồi anh em ơi. Ok rồi, đã fix được rồi nhá. Rồi mình sẽ thử ấy anh em nhé. Đây, đây mình đây là võ đang kiếm mà. Mình sẽ nhận đó là nhận vũ khí 96 nguyên tử và nha cửu anh em nhé. Rồi. Quá là phê luôn anh em. Rồi cuối cùng đã fix được cái lỗi mà thực sự rất nhiều cái phiên bản test hiện tại mà không fix được cái lỗi, đó là lỗi đồ sát ở trong thành nha. Bây giờ tôi đố bố thằng con nào mà bố cha nào dám đồ sát trong thành luôn đấy. Bây giờ hiện tại đã fix được rồi. Mời anh em chúc mình mừng mình đi. Và thực sự cái này là công của mấy ông AD bên bản võ lâm vô song.com thôi nha. Đấy, khá là ổn, ok nha. Rồi thì mình đã tiến hành test thử cho anh em xem rồi. Đấy, anh em có thấy cái cách để có thể đồ sát trong thành các phiên bản khác thì mình vừa nói qua cho anh em rồi, anh em cũng đã biết rồi. Thì còn bây giờ hiện tại là mình đã thử rồi và không ấy được nha, không đổ sát được nữa rồi. Sau khi bật chế độ đổ sát lên rồi. Ok. Thì bây giờ mình đấy, anh em nào mà chơi thì tham gia ngay nhá. Hiện tại thì không còn chế độ thằng nào đổ sát ở trong thành rồi. Nên anh em không phải lo cái vấn đề đi tỉ võ và có mấy cái thằng đổ sát trong thành. Khá là khó chịu đúng không? Mình biết là khi anh em chơi thì bị mấy cái thằng đổ sát ở trong thành thì khá là khó chịu, cho nên là ok, cuối cùng đã xong rồi. Đấy, anh em có thể tham gia ngay. Kim xà thì kim xà 6 cho anh em tự chọn. Do vậy là đây, kim xà 6 tự chọn off để cho anh em đây. Đó, thì đã fix đầy đủ cho anh em rồi. Và anh em chỉ việc tham gia thôi. Đồ búp cho anh em cũng có ấy nhá. Đây, đồ búp cho anh em cũng có cái nhận linh thạch cũng được. Đây, mình xem nào. Đạo cô hỗ trợ này, anh em nhận là linh thạch cấp 7 thì nó đầy đủ, bao gồm có 8 cái luôn. Có 8 cái bao gồm có âm dương linh thạch bao gồm có 4 món này, nón này, áo, quần và vũ khí này. Anh em có thể khảm vào này. Và thời gian hỗ trợ tấn công nói chung là đầy đủ cho anh em. Đây, mọi khi là ví dụ nào mà ông nào mà đồ sát ở trong thành thì ông có thể sử dụng luôn skin ở trong thành. Ví dụ mình skin đây. Đấy, anh em có thể này, không thể sử dụng võ công này, không thể sử dụng được tại đây này. Mình ấn mà không được này. Đấy, chứ mọi khi là nó sẽ đổ sát được trong thành anh em nhé. Tức là khi mà gặp hai đối thủ tỉ võ với nhau là sẽ đổ sát được. Đấy, anh em thấy bản này thì có thể nói là võ đăng kiếm là cực kỳ là trâu bò. Nếu anh em build theo kiểu đó là uy hổ xoái cộng với sát tinh. Đây, ví dụ mình chọn cho anh em xem này. Uy hổ xoái cộng với sát tinh thì cực kỳ là trâu bò anh em nhé. Và nếu mà võ đăng kiếm thì anh em sẽ chọn theo kiểu đó là chơi hai món sát tinh, đó là nón với quân, còn lại là đeo bốn món uy hổ xoái anh em nhé, thì nó sẽ rất là trâu bò. Đây, anh em có thể chọn off như thế này, đó là một món đó là công kích nội công, tỷ lệ phòng ngự nội và tấn công di chuyển bản thân 40. Và cái off thứ hai của quân trang bị sát tinh là anh em lấy sinh lực nhá, lấy sinh lực, và sau đó là anh em thì thấy cái nội phòng rất là cao. Đấy, thêm cái hiệu phá quân rồi bét tỷ lệ phòng ngự nữa thì cái nội phòng nó cực kỳ là cao và cực kỳ là trâu bò. Thì còn nếu mà anh em chơi theo kiểu đó là kim xà thì anh em cứ khảm mà full giảm sát thương bạo kích nhá. Kim xà thì anh em không cần phải chọn off giảm thương bạo kích. Đấy, thì giới thiệu sơ qua cho anh em nào chơi võ đăng kiếm thì anh em có thể sử dụng kiếm này cũng được, hoặc là tốt nhất anh em thì sử dụng kiếm nó là kiếm uy hổ xoái. Đây, trang bị VIP này, uy hổ nguyên xoái này. Thì anh em lên sử dụng kiếm uy hổ xoái anh em nhé, nó sẽ đen và sẽ to, chọc cho nó thốn. Đây, đây ok, hiện tại đã fix được rồi, rất là ok. Bây giờ mình đã tiến hành bảo trì và sau đó là fix lại một số cái tính năng.
và cho server nó đỡ lag thôi. Đấy. Hầu như là server hiện tại đến thời điểm bây giờ là cũng đã gần hoàn hảo rồi anh em. Anh em có thể thấy server rất đông, buổi tối on toàn 300-400 người, thậm chí có những lúc lên tới gần 500 người là chuyện bình thường. Vâng. Ok, clip của mình sẽ dừng lại tại đây nhá. Anh em nếu anh em nào tham gia luôn nào ở trong group thì mình cũng anh em nên là tham gia trong group các thứ nhá. Tham gia group rồi đăng ký rồi kích hoạt tài khoản cái game. Rồi, hẹn anh em các clip tiếp theo.